đi du lịch Vũ Hán một tuần nào. Bây giờ mình sẽ phải kiếm một con smartwatch để có thể đi được khoảng 1-2 tháng. Mẹ Apple Watch thì không bao giờ dùng được lâu rồi. Mẹ, con này thì hết pin từ đây nào rồi. Mẹ, Fitbit thì cũng được có mấy ngày. Ui giời, em này lại phải sạc. Ước gì con có một cái đồng hồ mà không cần phải sạc. Ui thì không cần phải sạc thật. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Lâm Smartwatch. Chắc hẳn là anh em dùng Smartwatch sẽ rất quan tâm đến vấn đề pin. Như là chiếc Apple Watch này, pin dùng được khoảng 1 ngày rưỡi, 2 ngày. Hoặc cùng lắm những các Smartwatch khác thì dùng căng lắm là 1 tháng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một chiếc Smartwatch mà pin bất tử, không cần phải sạc. Đó là chiếc Power Watch Matrix X. Mở hộp thì chúng ta có một chiếc Power Matrix X này. Anh em có thể thấy là ngay vào hộp họ ghi là không cần phải sạc và năng lượng từ chính bạn. Các cái thông số phía sau anh em có thể thấy là chống nước 200m nước từ 20 tm, và nhận thông báo này, có theo dõi calo tiêu hao này và theo dõi giấc ngủ, bước chân này, đồng bộ với cả iOS và Android. Đây là cái để đồng hồ này, ở dưới là có hai cái tên của nhà show folder này, giám đốc này là Akram Bukak gì đấy, hoặc và đâu là thấm. Giờ mình sẽ có thêm cả sách hướng dẫn này, rất là dày. Đặc biệt là mình sẽ có thêm một cái đốc sạc. Thực ra họ bảo không phải sạc, nhưng mà cái này là khi mà anh em dùng lâu ấy thì cái nhiệt độ của tay mình nó sẽ không đủ nóng để sạc được cái máy lên được. Thì anh em sẽ dùng cái đế này. Cái đế này nó sẽ làm nóng cái máy lên. Chiếc Power Watch Matrix X này giá bán là khoảng 279 đô, tương đương với khoảng 6,5 triệu. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là họ đang sale giảm còn 169 đô, tương đương là khoảng hơn 3 triệu đồng thì phải. Điểm đặc biệt nhất của Matrix X là sử dụng nhiệt độ cơ thể người đeo để chuyển điện năng cung cấp năng lượng sạc cho đồng hồ. Nghe phong phanh là xài được cả năng lượng mặt trời nữa, cho nên đây là lý do mà anh em không phải lo vấn đề sạc. Anh em mà sử dụng smartwatch thì cái vấn đề lớn nhất là cái vấn đề pin và sạc điện thường xuyên. Cái việc luôn phải để ý đến pin này thì thực sự là sẽ cảm thấy rất là khó chịu, phiền toái. Và khi đến với chiếc Power Watch Matrix X này, anh em sẽ không phải quan tâm đến vấn đề là luôn theo dõi kiểm tra cái phần trăm pin nữa hoặc là phải sạc, mà anh em sẽ chả bao giờ phải lo sạc cả. Thậm chí là khi mà anh em để không ấy, trong vòng 2 năm nó vẫn có thể sử dụng được. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái thiết kế của máy này. Thì cái đường kính của máy là 51mm này, và cái độ dày là 17mm này, rất là to này, phù hợp với người tay to thôi. Đằng sau cũng không có đo nhịp tim này. Máy là màn hình đen trắng nhá, nó không phải là màn hình màu đâu ạ. Và nó cũng sẽ có rung để nhận thông báo này. Cái đường kính dây này là khoảng 24 hoặc 26mm đó, mình cũng không nhớ rõ nữa. Và chống nước là 200m nước nhá. Nó sẽ có 3 cái phím cứng này. Cái phím này là cái phím để chọn này. Phím dưới này là cái phím để bách ra này. Đây là có thể xoay được này. Anh có thể xoay chọn này. Khi mà anh em vào cái chế độ nào nhá, thì anh em sẽ để một lúc này, nó sẽ vào chế độ đó. Xong anh em vặn cái này để lên xuống này, hoặc bách ra này. Anh em có thể thấy là ở trên đây này, nó có các cái vệt cưa này, nhưng mà nó mình sờ mà nó hơi đau tay ấy. Nó giống như là cái mấy cái phần tản nhiệt của cái CPU máy tính ấy. Đây mình có so sánh với cả chiếc T-Rex này, ngầu hơn cả chiếc T-Rex luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em một vài tính năng của máy này. Thì đây là cái mặt đồng hồ này. Xoay cái phím này, em sẽ thấy đây là cái nhiệt độ của cái thân nhiệt của mình này là 27 độ này. Nhiệt độ của vỏ máy là 26 này. Cái thân nhiệt của mình như thế này là để truyền cái năng lượng để cho cái máy này sạc pin này. Nhưng mà nó cũng rất tốt ở vấn đề là mình sẽ kiểm tra được cái thân nhiệt mình thường xuyên. Tiếp theo bấm nút này này, em thấy là các cái chế độ theo dõi cái tập luyện hàng ngày, như là
Một ngày hôm nay mình sẽ tiêu hao khoảng 228 calo này, đi khoảng 0,05 km này. Đây là nút này. Đây là chế độ chạy bộ này. Em có thể chạy bộ bấm start đây nhá. Đấy, hoặc là power này. Kết nối với iPhone này Android thì anh em sẽ tải cái app Power Watch này về để kết nối nhá. Đây, nó sẽ cái app của nó này. Thì nó có theo dõi bước chân này, calo tiêu hao này, giấc ngủ này, quãng đường đi này. Đây là cái... Đây, nó có thể thay đổi mặt đồng hồ này. Nó sẽ chỉ có khoảng 3W phây thôi. Đây, mình sẽ set thử cho anh em xem. Nó chuyển sang cũng rất là nhanh. Đấy, đây là cái phần thông báo này. Em có thể chọn những cái thông báo nào mình cần này. Đây là set báo thức này. Bây giờ mình sẽ test cái vấn đề thông báo cuộc gọi nhé. Thì mình đang gọi sang. Đây thì anh em thấy là nó sẽ không hiển thị cái số điện thoại đến này, hay là có cái tên người gọi đến nữa. Nó sẽ báo đây, mình đã có 11 cuộc gọi nhỡ này. Còn nếu như là vấn đề mà tối thì xem giờ, thì nó sẽ có một cái đèn LED nhỏ ở phía dưới này. Nó sẽ đủ để mình nhìn giờ được. Nhược điểm của máy là to và dày, chỉ phù hợp với anh em tay to thôi, chứ tay nhỏ là không đeo nổi. Thông báo thì lỗi phone tiếng Việt. Với hơn 3 triệu đồng, cá nhân mình thấy thì chiếc Power Watch Matrix X này là một cái đồng hồ thông minh rất là đáng mua. Nó sẽ thay thế cho cả cái đồng hồ truyền thống của anh em luôn. Thậm chí là dùng cái này có thể để lại cho đời con, đời cháu, đời chắt dùng tiếp tục vẫn được. Sắp tới thì chiếc Power Watch Matrix này sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam. Mà nó sẽ bán là cái phiên bản 2, có màn hình màu này, có GPS này, và nhiều thứ hay ho hơn. Thì anh em có thể tham khảo tại website ldstore.vn. Mình sẽ có trên tay sớm review cho anh em phiên bản 2 này. Em thấy chiếc Power Watch Matrix X này như nào, hay là muốn mình review thêm các smartwatch khác, thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Xin cảm ơn anh em.